Rồi, ok, chào anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Rồi. Xe này lên là bao nhẹ nhàng cho anh em, full cấu hình nồi bố thái nha. Rồi, xin chào anh em Full Channel nha. Sẵn đây mình đang làm cái nồi cho chú chạy bi ha. Thì đã bị tuột nồi rồi. Nay mình nhờ mình làm lại, mình sẽ làm gói tiết kiệm nha, với là cứu lại những phần nào đáng làm ha. Thì cái chuông nồi của chú bị sọc huyết nè. Đó. Anh em thấy thì cái nhớt của chú nó ra bùng nè. Đó, bố sắt thì bị mòn nhẵn hết rồi. Thì cấu hình này thì mình sẽ làm một gói chi phí là tiết kiệm thôi, tiết kiệm chạy bền nha. Thì tại con cái công nghệ á, thì cấu hình mình làm là mình thay lại chúng một cái chuông nồi mới nè. Hết sọc huyết nha. Đó. Đi ba bố mới chú nè. 1 2 3 mới chăm nha. Đó. Còn cái nồi sau thì bị mòn rồi. Nhưng mà vừa chi phí tiết kiệm cho nên mình làm lại một nhôm nồi nha. Đó, làm lại một nhôm nồi cho hết sọc huyết nha. Đó. Thì thay cho chú là full là 4 lá bố thái nè. Cái này đi bố thái mới bền được cho anh em ha. 1 2 3 4 nha. Bố thái thì mặt mịn nha, không có bị là bào bố nồi của anh em nha. Rồi, đi full là ba sắc thái mới, mới chăm luôn. Đó. 1 2 3 nha. Rồi. Tại cái lò xo nó bị lúng xẹp rồi cho nên mình đi một bộ lò xo mới nha. Lò xo của chú thì nó bị lúng xẹp rồi, mình đi bộ lò xo mới cho nó có độ đàn hồi tốt hơn. Đó, cấu hình đi là làm zin chạy bền nha ha. Đó, full zin đồ bố thái cho chú luôn. Rồi chút nữa mình sẽ lắp ráp, anh em theo dõi lắp ráp nha. Xe này thì chạy công nghệ cho nên em yên tâm, một ngày chạy 200 cây là bình thường nha. Nên mình làm cái nồi rất là bền cho chủ xe để yên tâm chạy công nghệ ha. Rồi, chào anh em ha. Rồi, chào anh em Full Channel nha. Đang tiến hành ráp nồi mình quay lại cho anh em tham khảo luôn nha. Thì cấu hình nó là 4 bố và 3 sắt. Thì đầu tiên anh em lắp lá bố vào đầu tiên nha. Rồi tới lá sắt ha, thì cấu hình lắp liên tục. Rồi kết thúc cuối cùng là lá bố nha. Đó, rồi cho mặt ép nồi vô ha. Rồi, sau khi cho mặt ép nồi mình sẽ tiến hành cho 6 lò xo nồi vô nha. À, mình định tâm lại luôn cả cái lá bố cho anh em ha. Đó, mình cho vô chuồng heo để định tâm lại. Rồi, cho 6 lò bố, 6 lò xo nha ha. Lò xo thì nó có hai chiều nha. Anh em nhớ để chiều lớn nằm dưới, còn chiều nhỏ nằm trên nha anh em. Rồi, kết thúc là 6 lò xo nha. Rồi, tiến hành mình cho cái mặt ép lò xo vô. Đó. Nồi neo nó thì chỉ có 3 con tán thôi nha. 6 lò xo mình chỉ xài là 3 con tán thôi. Đó. Rồi mình tiến hành siết đều và 3 con ha. Đó, siết đều từng con một nha. Rồi tiến hành cho cái nồi sau cái chuông nồi vô nha ha. Rồi cho lòng đền với tán nồi vô. Rồi tiến hành bắn nồi trước rồi lắc kê lòng đền chặn phe nha ha. Rồi mình cạo cái đoan lọc nhớt liên tâm nha. Rồi mình sẽ thay cho chủ xe một cái đoan mới. Rồi bắn nồi sau nha anh em ha. Rồi tiếp mình sẽ cho cái bạch đạn nồi với cò muỗng vô nha. Rồi mình xuống nữa mình sẽ test lại cho anh em coi ha. Xe này thì mình làm nồi zin nhưng mà bao bóc nha anh em nha. Đó, full cấu hình là bố thái ha. Giờ mình tiến hành cho cái nắp lọc nhớt liên tâm vô. Xiết 3 con nha. Rồi sư phụ mình đã làm xong cái nồi chiếc full cho anh em nha. Sẵn đây sư phụ mình sẽ chạy test thử nha anh em. Full cấu hình nồi bố thái cho anh chú chạy bi nha, xe công nghệ. Thì bao bóc cho anh em ha. Rồi, ok, chào anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Rồi. Xe này lên là bao nhẹ nhàng cho anh em. Full cấu hình nồi bố thái nha. Thì xe này mình làm xong để chú chạy công nghệ cho lúc mà nhận xe vô thì xe chạy không nổi nha anh em. Rồi sư phụ mình đã test về nha ha, full cấu hình nồi cho chiếc Full Channel nha. Rồi ok anh em. Rồi ok sư phụ.